Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Wario 125 nâng cấp tuyệt đẹp với cái dàn đồ chơi chất đến thực lượng. Còn được biết đến với cái tên gọi là Honda Lead 125. Cái chiếc Wario 125 với thiết kế mạnh mẽ nằm ở phân khúc tầm trung như những cái chiếc Honda FF bán ở Việt Nam. Dù không được bán chính hãng nhưng do sở hữu kiểu dáng hấp dẫn thể thao nên mẫu xe này đã được nhiều cửa hàng nhập khẩu tư nhân đưa về phân phối ở nước ta. Phía dàn đầu ta thấy một bùng công nghệ cao, với điểm nổi bật là một console phiên bản sản xuất dành cho dòng Wario Lead cái đời là 2007. Thí dụ, cái tay thắng thương hiệu của Race Boy tích hợp bình dầu rời trong suốt. Rainbow được thiết kế trên cái phần nắp CNC vô cùng nổi bật. Và không quên nhắc đến cái cây trợ lực Magic kẹp sườn của hành trình là 70mm. Đi cùng với 16 chỉnh nặng nhẹ để chống sạc lắc và kiểm soát độ xe tốt hơn. Tiếp tục là những góc ảnh về phần kèn chân trước để dùng cho mình theo dòng Rainbow lột lớn 2 bit đối xứng. Kết hợp cùng đĩa cà phơ với kích thước là 260. Được bắt vào cái mâm trước thông qua 4 chốc truy nằm được viện phân lên cái màu tím titan. Kèn chân bỏ đi cái bộ mâm hợp kim nguyên bản được giữ nguyên nhưng được sơn lại cái tâm màu đỏ nó bật. Chi tiết vị trí chia sẻ dụng cho mình là một hoa lim bình dầu rời nằm ở bên trên, không chỉ đem lại sự sang cảnh cho chiếc xe độ mà còn giúp cho chiến mã kiểm soát hành trình đàn hồi tốt hơn, êm ái hơn, không bị sàn lắc và khô tốc độ cao. Cái phần đấm chỉnh phía sau được mình là titan giúp cây bộ thêm chút điểm nhấn. Hai thở của xe dụng cho mình cái bộ 4 rod đem đặt đứa âm thanh quy lực hơn mỗi khi chủ nhân lên cái lớn. Nhìn vào phần chèn chân, anh em chơi xe có thể thấy phong cách chơi xe độc đáo và mới lạ từ người chủ. Sử dụng cái mâm trước còn phía sau là bánh căm cũng rất là đặc biệt. Wario 150 cái bản 2017 lột xác cái diện chân 25 cũ. Cái chiếc Wario 150 cái bản 2017 là một mẫu xe thiết kế thể thao toát lên với độ sang chảnh. Chiếc xe này được rất nhiều anh em chơi xe thích độ kỹ để làm nơi tạo ra những ý tưởng đầy táo bạo. Phần đầu xe được người chủ lựa chọn phong cách đơn giản với điểm nhấn là chỉ phần biển tên titan ở trước. Đi cùng với cặp tay thắng CNC hai bên thời mới nhất hiện nay với kết cấu tạo là 6 cấp tăng đưa phù hợp cho từng thứ tay người dùng. Nhìn xuống cái dàn chân trước ta thấy có bảnh quen thuộc đĩa gà phờ kích thước 265 được bắt dập cái đùm trước thông qua một thất lòng làm bằng chất liệu CNC. Cái dầu heo đỏ được bấm ngắt dầu CNC kết nối trực tiếp với heo dầu Rainbow lực lớn 2 bit đối xứng thông qua một cái góc prenum được điện phân lên cái màu titan. Hệ thống cơ sở dụng cho mình phục Holin phiên bản bình dầu nằm dưới, sản xuất dành riêng cho những dòng là Sonic, dành riêng cho những chiếc Wario Lead sử dụng. Với phiên bản một số như chiếc Vision SX có thể tận dụng cũng làm đẹp cho chiếc xế. Càng tháng sau được thay đổi bằng chất liệu Phenom đỏ bọc. Hai thở là cái sự kết hợp của bộ 4 Rose và cổ Titan đem lại cái đẹp quyến rũ cho cái chiếc xế độ. Mẫu bộ này hiện nay đang được săn tìm rất nhiều bởi những tay chơi và đồ đặc sắc bởi vẻ ngoài đơn giản, giá trị của nó hiện nay trong giới showbiz là không thể bàn cãi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để tiếp nhớ like, subscribe.